Ngày xưa, có một chàng trai nghèo tên là Jaden, sống cùng với người mẹ già trong một ngôi làng nhỏ. Trước đây, cha ông Jaden ba đời theo nghề trộm. Thế nhưng đến cuối đời, họ chẳng để lại được chút gì. Jaden cũng được truyền lại nghề ăn trộm. Tuy phải làm việc bất nghĩa để có tiền nuôi mẹ già, nhưng thật ra chàng lại có bản tính lương thiện. Vẻ mặt Jaden buồn bã. Chàng nghĩ thầm: mẹ Jaden biết chàng đang làm những việc xấu xa, bà rất buồn phiền. Lâu ngày bà phát bệnh nặng, nằm liệt giường. Jaden đi qua đi lại trong nhà, lo lắng suy nghĩ. Không còn cách nào khác, Jaden buộc phải đánh liều đi ăn trộm nhiều hơn. Nhưng rồi đến một ngày, chàng đã bị người dân bắt tận tay. Tưởng ai xa lạ, thì ra kẻ trộm chính là cái tên ba đời trộm cắp. Đúng là bản chất không thể thay đổi được. Ba đời trộm cắp thì lại trộm cắp mà thôi. Cho hắn một trận đi. Tôi xin các bác tha cho. Hai người dân tức giận lao vào Jaden. Bị dân làng đánh cho một trận tơi bời, Jaden lủi thủi lê bước về nhà mà chẳng lấy được gì. Bệnh của mẹ chàng cũng ngày một trở nặng. Bên giường bệnh, Jaden tay cầm bát thuốc, ngồi bên cạnh đỡ mẹ ốm yếu ngồi dậy. Mẹ ơi, hãy uống bát thuốc mà con mới mang về đi. Con à, thôi đừng đi ăn trộm nữa. Mẹ thà chết còn hơn là phải uống bát thuốc có được từ của bất nghĩa này. Hãy từ bỏ nghề này mà quặng lương đi con. Đó là mong muốn cuối cùng của ta đấy. Trước những lời nhắn nhủ của mẹ, Jaden buộc phải suy nghĩ, tìm cách trở lại thành người lương thiện. Nhưng đi đến đâu, chàng cũng phải nhận những ánh mắt dè chừng và đề phòng của tất cả mọi người. Jaden đang đi trên đường, bỗng hai người dân trông thấy chàng. Họ giật mình sửng sốt, vội vàng đề phòng nhìn chằm chằm Jaden. Họ kéo nhau nhanh chóng rời đi. Quàng lương ư? Làm thế nào để xóa được những nghi kỵ của mọi người đây? Nếu ta một lòng hướng thiện, làm những việc tốt để bù đắp lại lỗi làm kỳ trước, thì liệu mọi người có chấp nhận không nhỉ? Phải rồi, ta nên thử xem sao. Ngay sau đó, Jaden lại bắt gặp David, một tên du côn sống nhờ nghề trộm cắp. David giữ lấy tay của Jaden. Ôi Jaden, thần tượng của tôi, tên trộm khét tiếng với ba đời trộm cắp. Cậu có muốn cùng tôi lập ra một băng trộm không? Chúng ta sẽ nhanh chóng giàu có và trở nên nổi tiếng. Hả? Anh là ai vậy? Tôi là David, một tên du côn ở bên kia đồi. Tôi trộm cắp cũng có nghề lắm đó nha. Jaden ngẫm nghĩ rồi kiên quyết lắc đầu nói: không, David, từ nay tôi quyết không trộm cắp nữa. Tôi muốn hoàn lương. David sửng sốt trợn tròn mắt rồi cười ha ha khoái chí. Cái gì? Hoàn lương? Một kẻ mang tiếng ba đời trộm cắp, sống bằng nghề ăn trộm, có thể nói ra câu này ư? Ngươi đang đùa sao? Ta có nghe nhầm không vậy? Jaden cau mày khẳng định: đúng là thế đó David. Hãy nghe lời tôi, hãy cùng tôi làm việc chăm chỉ và lương thiện. Đến một ngày nào đó, rồi mọi người sẽ phải thay đổi cách nhìn về chúng ta. David bực tức nói: đồ điên, đồ hỡm hỉnh, đạo đức giả, đã ba đời làm trộm cắp còn muốn làm người lương thiện ư? Cho dù ngươi có làm gì đi nữa thì người ta vẫn coi ngươi là một tên trộm mà thôi. David vênh mặt lên, quay người bỏ đi. Jaden bàng hoàng nhìn theo. Từ hôm đó, Jaden bắt đầu làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Chàng cũng không từ chối bất cứ cơ hội nào để giúp đỡ mọi người. Gần vùng Jaden sống, có một con sông lớn chảy qua. Hàng ngày, mọi người đều phải qua lại nơi đây. Mỗi khi cơn lũ dữ tràn về, không ai dám qua sông cả. Thế nhưng, từ trước tới nay, vẫn chưa có một cây cầu nào được dựng lên giúp dân làng. Jaden trò chuyện với ông lão trưởng làng. Thưa ông, vì sao từ xưa đến nay chưa có ai dựng một cây cầu tại đây giúp dân làng ạ? Khó lắm. Trước đây nhiều người đã nghĩ đến việc đó rồi, nhưng rồi không ai chịu nổi khổ sở,
nên đều phải bỏ dở. Mọi người sẽ biết ơn lắm nếu ai đó xây một cây cầu ở đây. Jaden mắt sáng lên, vẻ hào hứng phấn khởi. Sao ta không thử bắt một cây cầu giúp mọi người nhỉ? Đó cũng là một việc tốt để chuộc lỗi đấy chứ. Từ hôm ấy, trừ những lúc chăm sóc mẹ, Jaden lại vào rừng đốn củi rồi chuyển về những tấm ván gỗ. Ra bờ sông bắt đầu việc xây cầu. Nhưng con sông rất rộng lớn, lại chẳng có ai giúp sức. Chàng cứ làm mãi mà chẳng được bao nhiêu. Việc làm của chàng cũng vấp phải những cái nhìn soi mói của dân làng. Thằng ba đợi ăn trộm cắp kia, nó đang làm cái gì thế nhỉ? Không rõ nữa. Có lẽ hắn muốn xây cầu ư? Ôi trời, làm gì có kẻ nào đủ kiên trì để xây xong cây cầu cơ chứ. Chắc là hắn đang có âm mưu gì đó thôi. Nhiều người không hiểu việc chàng đang làm. Họ thi nhau ném đá và xua đuổi chơi đêm, vì sợ chàng toan tính ăn trộm gì đó ở khu vực này. Ban ngày, khi chơi đêm làm việc bên bờ sông, chàng có thể trông coi và sắp xếp đống gỗ rất gọn gàng. Nhưng đến khi đêm xuống, những tên trộm xấu xa lại kéo tới, lén lút lấy đi những thanh gỗ tốt. Chúng còn đẩy tất cả ván gỗ mà Jaden đã dày công chuẩn bị xuống dòng sông. Để rồi ngày hôm sau, Jaden lại phải làm lại từ đầu, gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Nhưng Jaden không bỏ cuộc, chàng quyết tâm hoàn thành cây cầu của mình. Như một lời chuộc lỗi gửi đến dân làng, làm việc mệt nhọc nhưng lại nghỉ ngơi ít. Nhiều khi Jaden bị kiệt sức. Đến một ngày nọ, chàng gục ngã bên bờ sông. Đúng lúc ấy, chiếc xe ngựa của gia đình nhà quý tộc Quayat đi qua. Quayat và con gái ông, nàng Laura đã giúp Jaden ăn uống, nghỉ ngơi để hồi phục lại. Jaden mỉm cười, nghiêng người chân thành nói: cảm ơn ông và cô đây rất nhiều. Quayat hỏi: cậu là ai? Vì sao lại ngất xỉu bên bờ sông này? Tôi là Jaden. Tôi đang xây dựng cây cầu cho dân làng có thể qua sông khi mùa lũ về. Quả là một việc làm đáng trân trọng. Ta là Laura, còn đây là cha ta và quý tộc Watt. Rất vui được gặp chàng. Jaden thở dài buồn bã. Cũng bởi vì quá khứ bất hảo, lại mang tiếng ba đời trộm cắp, giờ tôi muốn hoàn lương và làm những việc tốt để bù đắp lại. Laura vẻ thông cảm, nàng nói: chàng đừng buồn, không có sự hối hận nào là muộn hết. Ta rất cảm phục tấm lòng hướng thiện của chàng. Quayat cũng trầm ngâm nói: ta chẳng khác gì cậu đâu. Cha ông ta nhiều đời quý tộc, cũng làm đủ mọi chuyện xấu xa hết. Tuy rằng chúng tôi rất giàu có, nhưng mà luôn phải chịu tiếng xấu xa và sống trong lo sợ. Phải rồi, ta muốn góp công sức và tiền của cùng cậu xây dựng cây cầu này. Không biết cậu có đồng ý không? Jaden vui vẻ gật đầu. Nếu vậy thì tuyệt quá, được kẻ giúp đỡ, cây cầu này chắc chắn sẽ hoàn thành sớm thôi. Thế là từ hôm đó, Quayat cùng với Jaden hợp sức xây cầu. Nhà quý tộc bỏ tiền của mình ra thuê người làm, mua thêm những vật liệu tốt, có thêm nhiều người cùng làm, tốc độ xây cầu cũng nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc mà những cột trụ vững chắc đã được hoàn thành. Họ thay nhau trông coi trên bờ sông, vì vậy những tên trộm cũng không còn dám bén mảng tới đây phá hoại vào ban đêm nữa. Biết Jaden còn phải lo cho mẹ, Laura cũng đến ở cùng với bà và chăm sóc bà rất chu đáo. Hàng ngày Laura lại tới đưa đồ ăn cho cha mình và Jaden. Hai người trẻ tuổi ngày càng đem lòng yêu mến nhau hơn. Laura cảm phục Jaden chăm chỉ, tốt bụng, còn chàng cũng mến mộ nàng là con gái quý tộc nhưng luôn vui vẻ, gần gũi với mọi người. Thời gian trôi qua, mọi việc vẫn tiếp diễn và cây cầu của Jaden rất nhanh đã được hoàn thành. Mọi người chưa kịp vui mừng thì ngay trong đêm ấy, một cơn bão lớn ập tới, kéo theo một trận lũ dữ dội tràn về. Trưởng làng đứng trong mưa, hoảng sợ dung tay gọi lớn: mọi người mau chạy nhanh lên, bỏ hết nhà cửa, đồ đạc lại. Trận lũ này mạnh chưa từng thấy, nước lũ từ thượng nguồn sắp tràn về làng mình rồi. Mọi người trong làng hối hả tìm đường thoát thân trong đêm tối. Hai người dân hoảng sợ kêu lên với nhau:
Chúng ta biết chạy đi đâu đây? Làm sao chúng ta có thể nhanh hơn nước lũ được cơ chứ? Thật là khổ quá mà. Ôi trời ơi, làm sao mà tôi biết được? Ai cứu chúng tôi với? Trưởng làng đứng trước cây cầu mới của Jayden. Ông ta vội vàng vung tay kêu to: ở đây có một cây cầu mới này, mọi người mau mau chạy qua sông ngay, chúng ta có thể cắt đuôi được cơn lũ. Đâu đâu, cầu đâu? Nó có chắc chắn không đấy? Bây giờ mà ông còn quan tâm đến việc đó sao? Không mau chạy sang sông ngay đi. Đúng vậy, nếu không thì tất cả làng ta sẽ chết hết mất. Dân làng hối hả chạy qua cầu sang bên kia sông để tránh cơn lũ dữ. Cây cầu vô cùng chắc chắn vẫn đứng sừng sững trước những con sóng lớn. Đêm hôm đó, trận lũ lịch sử đã quét ngang qua ngôi làng, tàn phá tất cả tài sản của họ. Thế nhưng tất cả đều may mắn thoát nạn. Khi nước đã rút, dân làng cùng nhau trở về, tất cả chỉ còn là những đống đổ nát. Thật khủng khiếp. Đó là cơn lũ lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời đó. Thật may mắn, tất cả dân làng đều giữ lại được mạng sống. Đó là thứ quý giá nhất của chúng ta. Tất cả đều là nhờ có cây cầu đó. Thật tuyệt vời. Chỉ mới hôm trước, tôi còn không biết là nó tồn tại đó. Tôi biết, đó là cây cầu do Jayden và những người bạn của anh ta xây nên. Phải rồi, đúng là Jayden, kẻ ba đời trộm cắp ấy. Cậu ta đã cứu mạng cả làng. Vậy mà ngày trước, chúng tôi nợ ném đá và xua đuổi cậu ta. Thật là đáng xấu hổ. Jayden vui vẻ bước vào. Jayden nói: không có gì đâu, mọi người không sao là tôi mừng rồi. Jayden kìa, đúng là cậu ấy đây rồi. Trưởng làng tới gần, vui vẻ vỗ vai Jayden. Trưởng làng nói: Jayden, ta thay mặt cho dân làng cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tất cả mọi người đã thoát nạn rồi. Ta rất vui mừng vì cậu đã bỏ được những việc xấu để hoàn lương, trở thành người tốt. Hoan nghênh cậu trở về với dân làng. Jayden vui vẻ tươi cười, gật đầu cảm ơn. Bỗng có tiếng kêu lớn vọng. Thì ra tên trộm ấy chính là David. Kẻ côn đồ ngày trước vẫn luôn muốn rủ rê Jayden tiếp tục làm việc xấu. Tên trộm David chạy rất nhanh, phía sau có hai người dân làng đuổi theo. Vẻ ngoài hắn tả tơi, rách rưới. Họ chạy tới tóm chặt David. Jayden sửng sốt lại gần. David, là cậu đấy sao? David ngơ ngác nhìn Jayden chăm chú, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Sau đó David lắp bắp: Jayden, kẻ nổi danh ba đời ăn trộm. Cậu ta đúng là Jayden, nhưng là một người lương thiện chứ không còn là Jayden ba đời làm trộm nữa đâu. Cái gì? Lương thiện? Cậu ta ư? Thưa mọi người, xin hãy tha thứ cho David lần này để anh ta có thể làm lại từ đầu, được không ạ? À? Hai người tóm lấy David bèn thả hắn ra, cười nói: ờ, nếu vậy chúng ta sẽ tha cho ngươi một lần. David bàng hoàng há hốc miệng nhìn hai người dân thả mình ra một cách dễ dàng. David sửng sốt nhìn Jayden lắp bắp nói: cậu đã được mọi người công nhận rồi ư? Sao cậu có thể làm được điều đó? Tôi chẳng nói với cậu rồi sao? Chỉ cần tôi cố gắng một lòng hướng thiện và làm việc tốt, rồi một ngày nào đó mọi người sẽ phải thay đổi cách nhìn về tôi thôi. David giả xấu hổ nói: chỉ trách tôi đã không nghe lời khuyên của cậu, giờ hối hận thì đã muộn mất rồi. Không có sự hối hận nào là muộn cả. Hãy hứa với tôi cố gắng sửa chữa lỗi lầm, rồi mọi người sẽ chào đón cậu thôi. David ngập ngừng rồi gật đầu. Sau đó mọi người đã cùng nhau xây dựng lại ngôi làng. Có sự chung sức của tất cả, ngôi làng đã được nhanh chóng phục hồi như trước. Sau khi chiếc cầu được hoàn thành, mẹ của Jayden đã khỏe mạnh trở lại một cách thần kỳ. Họ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà lớn thay thế cho căn nhà nhỏ sập sệ ngày trước. Gia đình Jayden và Wajad đã không còn phải chịu tiếng xấu nữa. Trái lại, họ được tất cả mọi người trong vùng nể phục và quý trọng. Sau đó ít lâu, lễ cưới của Jayden và nàng Laura đã diễn ra rất tưng bừng. Họ được tất cả mọi người thành tâm chúc phúc và có một cuộc sống vui vẻ mãi về sau.